Nằm ven bờ sông Cầu Thơ Mộng, làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được nhiều người biết đến là ngôi làng cổ với những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được lưu giữ hàng trăm năm nay. Trong đó có nghệ thuật tuồng cổ độc đáo, tuồng cổ Thổ Hà. Theo lời các cụ cao niên làng Thổ Hà kể lại, sau năm 1945, hoạt động tuồng ở Thổ Hà phát triển mạnh. Các phường tuồng không chỉ phục vụ cho bà con trong làng, mà còn được mời đi biểu diễn ở các nơi quanh vùng. Song do ảnh hưởng của chiến tranh, một thời gian, tuồng Thổ Hà bị gián đoạn. Đến cuối những năm 80 của thế kỷ 20, đội tuồng cổ Thổ Hà được thành lập lại. Những nghệ nhân gạo cội trong làng đã tâm huyết truyền dạy, vun đắp với mong muốn Thổ Hà có lớp kế cận, tiếp nối truyền thống của quê hương. Đến nay, đội tuồng cổ Thổ Hà có khoảng 10 người sinh hoạt trong câu lạc bộ do ông Phạm Tiến Tuấn làm chủ nhiệm. Là cái mong muốn của tôi là tôi muốn có một cái lớp kế cận để truyền đạt, để gìn giữ lại cái bản sắc dân tộc của cả nước nói chung và của quê hương Thổ Hà nói riêng. Thì tôi cũng đã tức là vận động các cháu từ 25 đến 30 hoặc hơn 30 là các cháu tham gia cái bộ môn để gìn giữ, tức là để không để cho nó cái quê hương Thổ Hà mà bị mai một mất cái bộ môn nghệ thuật tuồng này thì nó phí. Nên nếu có được người tham gia thì chúng tôi sẽ bỏ hết tâm huyết để truyền dạy, để truyền đạt lại cho cái thế hệ sau để nó gìn giữ lại cái bộ môn này. Những ngày đầu mới tái lập, hoạt động của câu lạc bộ gặp không ít khó khăn. Kỹ năng biểu diễn và hát của anh chị em còn yếu vì hầu hết mọi người đều chưa từng học qua trường lớp nào. Nhất là chi phí của câu lạc bộ, trong khi đặc thù trang điểm, trang phục của nghệ thuật tuồng rất cầu kỳ, tốn kém. Để tiếp tục lưu giữ, truyền dạy cho các thế hệ trẻ, các thành viên của câu lạc bộ bàn nhau tự góp tiền, duy trì hoạt động. Câu lạc bộ thì kinh phí thì không có mấy. Thì anh em trong câu lạc bộ là hầu như là tự bỏ tiền ra mua, mà những bộ quần áo bây giờ, những bộ giáp, bộ trấn là rất là đắt. Thế cho nên là vì cái niềm đam mê tuồng của tất cả anh em trong câu lạc bộ cũng bỏ ra rất nhiều tiền, kinh phí trong gia đình để mua những bộ coi như thế là quần áo giáp, trấn, rồi là những cái mãng, mũ mã kia. Nên là coi như thế là cũng chỉ vì một cái lòng đam mê tuồng. Anh Phạm Tiến Tài, người con trai thứ của nghệ nhân Phạm Tiến Tuấn. Anh cũng là một trong số những người trẻ tuổi hiếm hoi trong làng, quyết tâm theo đuổi niềm đam mê với loại hình nghệ thuật độc đáo của quê hương. Hiện giờ, anh cũng là một thành viên tích cực của câu lạc bộ tuồng Thổ Hà. Cái đam mê của quá quá nhiều, cái tiền mà cô làm kiếm thêm ấy là chuẩn bị để sắm vào những trang phục tuồng. Nguyên cái quần áo tuồng của bố tôi, theo tôi được biết, bây giờ phải rơi đi vào đó đến hơn 100 triệu. Tiền quần áo tuồng. Thì ông đam mê mức độ như vậy mà có thể bỏ công bỏ việc để sinh hoạt với câu lạc bộ mà bỏ tiền túi. Nhưng mà các con mới nị mẹ tôi đều ủng hộ cả vì gia đình cũng đam mê tuồng. Cái bộ môn nghệ thuật tuồng này hình như nó ở trong tôi, nó như là nó nhiễm vào máu rồi. Tôi không thể bỏ được. Có thể việc nhà thì tôi bỏ nhưng tuồng tôi không thể bỏ được. Nên là tôi rất khoát là tôi phải gìn giữ cái bộ môn nghệ thuật này. Khi nào mà mình không hoạt động được nữa thì mình mới chịu. Còn giờ có sức khỏe để tham gia thì tôi vẫn cứ phải là gìn giữ. Gìn giữ nghệ thuật tuồng cổ Thổ Hà vì truyền thống quê hương và những thông điệp triết lý nhân văn, tính giáo dục trong mỗi vở tuồng. Bởi mỗi vở tuồng đều phản ánh thực tế xã hội, qua đó khái quát lịch sử, đề cao chính nghĩa, cái đẹp, phê phán cái ác. Với tâm niệm ấy, hàng năm, đội tuồng Thổ Hà vẫn biểu diễn tại làng và các địa phương xung quanh vào những dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Nhờ đó, tiếng trống tuồng Thổ Hà vẫn tiếp tục vang vọng trên mảnh đất cổ kính bên sông Cầu.